Quy xin chào quý cô chính anh chị đã quay trở lại với kênh của Quy nha Và tiếp tục series cập nhật giá xe Hyundai trong tháng 3 dương lịch này luôn nha cô chú anh chị Và mẫu xe ngày hôm nay Quy cập nhật giá bán đến quý cô chú anh chị đó là Hyundai Palisade nha Đây có thể nói là mẫu xe hiện tại có giá bán và có cái phân khúc cao nhất bên Hyundai của Quy nha Đó là phân khúc E SUV Và giá bán nó dao động từ 1 tỷ 469 triệu cho đến 1 tỷ 589 triệu nha cô chú anh chị và Hyundai Palisade đang phân phối tại trường Việt Nam bao gồm 4 phiên bản Là Palisade Exclusive bản 7 ghế, Palisade Exclusive bản 6 ghế, Palisade bản Rated 7 ghế và Palisade bản Rated à, 6 ghế nha các chính trị Thì có 4 phiên bản, cũng là phiên bản à, cao cấp và phiên bản à, thường Thì hai phiên bản này nó có bản 6 ghế và bản 7 ghế Thì hôm nay Huy sẽ cập nhật giá bán phiên bản mới nhất của Hyundai Palisade 4 phiên bản đến cô chú anh chị để cô chú anh chị cùng tham khảo qua luôn nhé. Bước vào phần đầu tiên của video ngày hôm nay thì Huy sẽ cập nhật đến cô chú anh chị về giá bán khuyến mãi và giá lăn bánh mới nhất của Hyundai Palisade phiên bản Exclusive bản 7 ghế nha cô chú anh chị. Thì đối với Palisade Exclusive bản 7 ghế giá niêm yết của xe trong tháng 3 dương lịch này là 1 tỷ 469 triệu và hiện tại tại đại lý Hyundai Đô Cần Thơ của Huy À, đang có giá bán là 1 tỷ 442 triệu nha các chính chị thì đối với giá bán này bên quy đang có mức khuyến mãi là giảm 27 triệu tiền mặt vào giá xe cho cô chính chị luôn nhé giá lăn bánh tiền mặt của Hyundai Palisade à, bản 7 ghế lăn bánh tại Cần Thơ tại các tỉnh miền Tây và thị trường tỉnh nói chung thì nó rơi vào khoảng là 1 tỷ 611 triệu đã bao gồm bảo hiểm thân xe trong đó cho cô chính chị luôn nhé còn giá lăn bánh của Palisade Exclusive bản 7 ghế lăn bánh tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh á thì nó rơi vào khoảng là 1 tỷ 630 triệu cũng đã bao gồm bảo hiểm thân xe trong đó cho nhà mình luôn nha cô chú anh chị. Thì đối với cô chú anh chị ở khu vực Cần Thơ và các tỉnh khu vực miền Tây mua Palisade phiên bản Exclusive 7 ghế á, thông qua hình thức trả góp á thì hiện tại đối với mẫu xe này bên Huy hỗ trợ liên kết với ngân hàng cho vay tối đa là 80% giá trị xe. Cô chú anh chị chỉ cần trả trước 20% thôi cộng với phần chi phí lăn bánh thì tổng số tiền của chú anh chị chuẩn bị cho quy là 460 triệu nha Đây là số tiền trả trước ra biển số cho cô chính anh chị ở khu vực Cần Thơ và các tỉnh khu vực miền Tây luôn nha rồi thời gian vay thì quy tạm tính thời gian vay tối đa là 8 năm tương đương với 96 tháng nha thì tháng đầu tiên của chính chị góp đối với Baliset Illusio khoảng 7 ghế á, là 18 triệu 900 ngàn và lãi suất theo dư nợ giảm dần về sau cho nhà mình luôn nha của chính chị rồi phiên bản thứ hai của Baliset Illusio là Baliset Illusio phiên bản 6 ghế nha của chính chị thì Palisades Exclusive phiên bản 6 ghế trong tháng 3 dương lịch này có giá niêm yết là 1 tỷ 479 triệu Và hiện tại tại đại lý Hyundai Tudor Cần Thơ của Quy đang có uh, giá bán đối với phiên bản này là 1 tỷ 452 triệu Và đối với phiên bản này thì bên Huy đang hỗ trợ mức phiên mãi là giảm 27 triệu tiền mặt vào giá bán cho nhà mình luôn nha các chính anh chị Rồi giá lăn bánh tiền mặt của Palisades Exclusive bản 6 ghế lăn bánh tại Cần Thơ, tại các tỉnh khu vực miền Tây tại thị trường tỉnh nói chung đã bao gồm bảo hiểm thân xe một năm trong đó cho nhà mình luôn á thì nó rơi khoảng là 1 tỷ 622 triệu và giá lăn bánh của Palisade Exclusive phiên bản 7 ghế á, ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh á, thì nó rơi khoảng là 1 tỷ 641 triệu cũng đã bao gồm bảo hiểm thân xe trong đó cho nhà mình luôn nha cô chính chị còn đối với à, cô chính trị ở khu vực Cần Thơ và các tỉnh khu vực miền Tây mua Palisade phiên bản Exclusive bản 7 ghế, á. quý xin lỗi nha, bản 6 ghế á, mà thông qua hình thức trả góp thì hiện tại đối với mẫu xe này bên quy cũng hỗ trợ liên kết với ngân hàng cho vay tối đa là à, 80% phần giá trị xe cô chính chị cần trả trước 20% thôi cộng với phần chi phí lăn bánh thì à, đâu đó cô chính chị chuẩn bị cho quy số tiền trả trước là 463 triệu nha thì 463 triệu này là phần trả trước đối với cô chính chị ở cần thơ và các tỉnh khu miền tây đối với baliset edusil phiên bản 6 à, ghế nha cô chính chị thời gian vay thì quy tạm tính thời gian vay tối đa là 8 năm tương đương với 96 tháng thì tháng đầu tiên của chính chị góp là 19 triệu và lãi suất theo dư nợ giảm dần về sau cho nhà mình luôn nha. Thì đối với Lexus Exclusive phiên bản à, 7 ghế, hiện tại thì trong tháng 3 dương lịch này thì nhà máy cũng có à, bắt đầu trả xe cho bên đại lý nhà của chính chị. cô chính trị. Cô chính trị có thể mua được bản 7 ghế nha. Thì bản 7 ghế từ lúc ra mắt tới giờ thì có thể nói đây là lô xe đầu tiên nhà máy sẽ trả xe đối với ba -li set Exclusive nha cô chính trị. Đối với phiên bản cao cấp hơn thì ba -li set cũng có hai uh, tùy chọn là ba -li set phiên bản Rated 7 ghế và Palisade phiên bản Rated 6 ghế nha các chính trị. Đầu tiên thì Quy sẽ gửi cô chính trị về à, giá bán khuyến mại giá lăn bánh của Palisade Rated phiên bản 7 ghế nha. Thì giá niêm yết của Palisade phiên bản Rated 7 ghế á, trong tháng 3 dương lịch này là 1 tỷ 559 triệu nha các chính trị. Và hiện tại tại đại lý Hyundai Tô Cần Thơ của Huy trong tháng 3 dương lịch này đang áp dụng giá bán đối với Palisade phiên bản Rated 7 ghế á, là 1 tỷ 529 triệu bên quy cũng áp dụng mức khuyến mãi là giảm 30 triệu tiền mặt vào giá bán cho nhà mình luôn nha giá lăn bánh tiền mặt của Balisat phiên bản rất 7 đế lăn bánh tại Cần Thơ tại các tỉnh khu vực miền Tây và thị trường tỉnh nói chung thì nó rơi vào khoảng là 1 tỷ 708 triệu thì giá lăn bánh này cũng đã bao gồm bảo hiểm thân xe à, trong đó cho quý anh chị luôn nha. Còn giá lăn bánh của Balisat phiên bản Rated 7 ghế lăn bánh tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh á, thì nó rơi vào khoảng là 1 tỷ 727 triệu và giá lăn bánh này cũng đã bao gồm bảo hiểm thân xe trong đó cho nhà mình luôn nha cô chú anh chị. Đối với quý cô chú anh chị ở khu vực Cần Thơ và các tỉnh khu vực miền Tây mua xét phiên bản Rated 7 ghế thông qua thức trả góp á thì hiện tại đối với phiên bản này bên quy hỗ trợ uh, liên kết với ngân hàng cho vay tối đa là 80% giá trị xe. Cô chú anh chị chỉ cần trả trước 20% cộng với phần chi phí lăn bánh chọn gói thì cô chú anh chị chuẩn bị cho quy số tiền trả trước á, là 487 triệu nha cô chú anh chị 487 triệu này là số tiền trả trước ra biển số đối với Paris phiên bản Vectit, bản 7 ghế lăn bánh tại Cần Thơ và các tỉnh khu vực miền Tây nha. Rồi thời gian vay thì quy tạm tính thời gian tối đa là 8 năm tương đương với 96 tháng nha. Thì tháng đầu tiên của chính trị góp đối với Paris phiên bản Vectit 7 ghế á, là 20 triệu nha, 20 triệu và lãi suất theo dư nợ giảm dần về sau cho nhà mình luôn. Rồi, đối với ba phiên bản Vectit bản 6 ghế thì đối với bản này À, hiện tại bên quy có xe sẵn là màu trắng và màu đen giao cho cô chính chị trong tháng 3 dương lịch luôn nha cô chính chị có thể ghé đại lý của quy xem xe trực tiếp và mình lái thử trải nghiệm luôn hiện tại bên quy cũng có xe lái thử luôn rồi nha cô chính chị đối với ba xét phiên bản red bản 6 ghế giá niêm yết của xe là 1 tỷ 589 triệu và trong tháng 3 dương lịch này tại đại lý quân đại tư Đô cần thơ của quy đang áp dụng mức giá bán là 1 tỷ 559 triệu nha và mức giá bán này thì bên quy áp dụng mức khuyến mãi là giảm 30 triệu tiền mặt cho cô chính chị luôn nha giá lăn bánh tiền mặt của Pariset phiên bản tịch bản 6 ghế á, tại thị trường Cần Thơ, thị trường tỉnh và các tỉnh vùng miền Tây đã bao gồm bảo hiểm thân xe trong đó cho nhà mình luôn á, thì nó rơi vào khoảng là 1 tỷ 741 triệu như cô đến chị. Còn giá lăn bánh ở à, khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đối với phiên bản Pariset tịch 6 ghế á, là 1 tỷ 760 triệu đã bao gồm bảo hiểm thân xe trong đó cho nhà mình luôn nhé Đối với các chính anh chị ở khu vực Cần Thơ và các tỉnh khu vực miền Tây mua Baliset phiên bản Rated bản uh, 6 ghế thông qua hình thức trả góp thì đối với mẫu xe này bên quy hiện tại cũng liên kết với ngân hàng cho vay tối đa là 80 phần giá trị xe cô chính anh chị cần trả trước mười lo... 20 phần quy xin lỗi nha cô chú anh chị cần trả trước 20 phần giá trị xe cộng với phần chi phí lăn bánh thì đâu đó cô chính anh chị chuẩn bị cho quy số tiền trả trước á, là 497 triệu nha 497 triệu này là số tiền trả trước ra biển số đối với Baliset phiên bản uh, 6 ghế tại Cần Thơ và các tỉnh khu vực miền Tây nha cô chính chị Thời gian quay thì Huy cũng tạm tính thời gian quay tối đa là 8 năm Tương đương với 96 tháng nha Thì tháng đầu tiên của chính chị góp đối với 3 ly set phiên bản Reddit 6 ghế là 20 triệu 500 ngàn Và lãi suất cũng theo dư nợ giảm dần về sau cho nhà mình luôn nha cô chính chị Thì quy uh, Huy cũng đã cập nhật cho cô chính chị về giá bán phiên mại giá lăn bánh của Baliset à, uh, đang phân phối tại trường Việt Nam bao gồm 4 phiên bản là bản Exclusive 7 ghế nè, Exclusive 6 ghế bản Prestige 7 ghế và bản Prestige 6 ghế nha. Rồi, cô chính chị cần quy hỗ trợ tư vấn gì kỹ hơn về mẫu xe này và cần tham khảo mức khuyến mãi chính xác của mẫu xe này thì cô chính chị cứ liên hệ trực tiếp với quy nha. Hiện tại thì trong tháng 3 dương lịch này bên quy cũng còn nhiều quà tặng theo xe nữa, cô chính chị cứ liên hệ với quy, quy sẽ hỗ trợ tư vấn kỹ nhất cho nhà mình nha. Số điện thoại quy có để góc trái màn hình nha, cô chính chị 0981323080 nha. Rồi, à, về bảo hành xe thì đối với Bali set à, 4 phiên bản cũng như là các model xe khác bên Hyundai của Huy như là i10 nè, Accent nè, rồi Elantra nè, Venue nè, Brita nè, rồi Charger nè, rồi Túc xanh nè, Santa Fe nè, nè, hoặc mẫu xe điện Amnit nè. Thì thời gian bảo hành đều là 5 năm hoặc 100.000 km tùy được kiện đến trước nha. Đối với uh, xe Hyundai của Huy thì mức bảo hành với thời gian bảo hành thì có thể nói là tương đối cao trong phân khúc để có chú anh chị có thể yên tâm sử dụng dòng sản phẩm bên Hyundai của Huy luôn nha về phần mua xe thông qua hình thức trả góp á thì à, có nhiều cô chú anh chị à, yêu cầu quy à, cho luôn cái thông tin về à, chuẩn bị thủ tục hồ sơ à, mua xe thông qua hình thức trả góp á, thì cô chú anh chị có thể chuẩn bị những cái hồ sơ gì thì để cô chú anh chị chuẩn bị sẵn luôn để đến showroom ở tiến hành làm thủ tục mua xe thông qua hình thức trả góp cho nó nhanh gọn và để nhận xe sớm luôn thì à, trước khi đến showroom cô chú anh chị có thể chuẩn bị cho quy những cái tờ sau nha đầu tiên là cái căn cước công dân có gắn thẻ chip, có mã qr code, căn cước công dân mới của chính trị là cái căn cước đó phải còn hạn sử dụng nha. Có nhiều cô chính trị đã chuyển đổi qua căn cước công dân mới rồi nhưng mà cái nó đã hết hạn sử dụng. Nếu mà hết hạn sử dụng thì mình phải đi à, xin cấp lại căn cước mới nha cô chính chị Rồi trong trường hợp mà mình đã lập gia đình á, thì cô chính trị cung cấp cho quy là căn cước công dân mới của vợ và chồng nhà cô chính chị Rồi đã lập gia đình thì cung cấp thêm cho quy là cái giấy đăng ký kết hôn. Còn nếu mà đang độc thân á, thì chỉ cần cung cấp căn cứ công dân mới của chính mình và à, xin cho quy cái giấy là cái giấy xác nhận độc thân mình xin tại ủy ban dân xã phường mình đăng ký số khẩu thường trú luôn nha cô chính chị. Rồi trong trường hợp mình sử dụng giấy căn cứ công dân mới á, thì cô chính chị đăng nhập vào cái à, cái vnid á, là mình có cái định danh mức độ 2 á, thì cô chính chị truy à, cập vào cái phần thông tin cư trú của chính chị chụp cái màn hình lại ngay chỗ mà cái địa chỉ thường trú của nhà mình á, để quy cung cấp cho ngân hàng cái địa chỉ của mình nó chính xác và quy sức hóa đơn cho chính xác để mình tiến hành làm hồ sơ cho nó suôn à, sẻ luôn nha cô chú anh chị rồi trong trường hợp mà cô chú anh chị còn sử dụng chứng minh nhân dân cũ còn sử dụng cái căn cước công dân 12 số à, cái căn cước cũ á, mà không có mã qr code á, thì mà còn hạn sử dụng nha thì cô chú anh chị cung cấp cho quy hai giấy tờ luôn rồi nếu mà sử dụng hai giấy tờ đó thì cô chú anh chị ra quỹ ban dân xã phường mình đăng ký số khẩu thường trú á thì cô chính chị à, xin cho quy được cái giấy thông báo mã số định danh nha thì trên cái giấy thông báo mã số định danh nó sẽ thể hiện cho cô chính chị là cái nơi địa chỉ thường trú hiện tại của chính chị nè rồi nó thể hiện luôn cái mã định danh 12 số của cô chính chị và nó thể hiện luôn cái mã qr code để mà ngân hàng có quét thông tin đó, thì ngân hàng quét cái mã qr code à, quét trên cái giấy thông báo mã số định danh đó luôn nha đó là những giấy tờ về nhân thân mình có thể chuẩn bị trước nha cô chính chị rồi tiếp theo á, là nếu mà cô chính chị À, có đi làm à, có kinh doanh tại nhà đó thì à, đối với cái loại hình mà ngân hàng mà có chính trị vay mà muốn quay lại sức tốt á, thì nó sẽ yêu cầu chứng minh thu nhập thì à, cô chính trị cung cấp cho quy à, thêm là cái hợp đồng lao động nè nó chuẩn bị cho quy nha hợp đồng lao động nè rồi sau kê lương 6 tháng gần nhất nè đó là đối với quý cô chính chị đang đi làm nha rồi à, đối với quý cô chính trị mà kinh doanh tại nhà nếu mà mình có giấy phép kinh doanh thì cô chính trị cung cấp cho quy giấy phép kinh doanh hoặc là mình có hóa uh, đơn đầu vào đầu ra thì mình cung cấp cho quy hóa đơn đầu vào đầu ra hoặc là mình có sổ sách chứng từ mình ghi lại công việc kinh doanh của mình hàng ngày á, sức hàng quá có bao nhiêu nè rồi uh, thu vào bao nhiêu đó thì uh, mình cung cấp cho quy luôn để quy cung cấp cho ngân hàng nhé thì hiện tại thì đối với hồ sơ ngân hàng á, uh, cũng đơn giản chứ nó không có khó khăn quá nha các anh chị nó không có uh, làm khó chúng ta hơi uh, nhiều thủ tục hồ sơ giấy tờ nhé rồi uh, về À, loại hình mà vai, à, đối với hình thức mà đứng tên uh, doanh nghiệp đó của chính trị thì uh, cô chính trị uh, chuẩn bị cho quy uh, những giấy tờ sau nha đối với doanh nghiệp đó, thì cô chính trị cung cấp cho quy giấy phép kinh doanh và cái báo cáo tài chính năm gần nhất, đặc biệt là đối với giấy phép kinh doanh đó, thì là giấy phép kinh doanh có thời hạn phải từ uh, 12 tháng trở lên nha thì ngân hàng sẽ hỗ trợ cho chúng ta mua đứng tên xe với hình thức doanh nghiệp và thông qua hình thức trả góp nha nếu mà cô chính trị có giấy phép kinh doanh mà dưới 12 tháng á thì à, có chính trị à, có đối tác ngân hàng hỗ trợ cho mình thì bên quy vẫn đưa hồ sơ xe qua để có chính trị làm thủ tục mua xe thông qua trả góp luôn nha đó là những giấy tờ mình có thể chuẩn bị trước để trước khi đến showroom á, mình chuẩn bị sẵn rồi mình đến showroom mình làm thủ tục hồ sơ mua xe thông thông qua trả góp cho nó à, nhanh gọn và mình nhận xe sớm luôn nha cô chính anh chị rồi cô chú anh chị muốn biết kỹ hơn hoặc là muốn được tư vấn kỹ hơn à, về các thông tin mua xe thông qua trả, trả góp á thì cô chính chị cứ liên hệ trực tiếp với quy và các bạn zalo qua số điện thoại 0981 nha số điện thoại quy có để ở góc trái màn hình luôn nha cô chính chị vừa rồi thì quy cũng đã cập nhật đến cô chính chị về à, giá bán về phiên mãi giá lăn bánh và tạm tính góp trả trước của Hyundai Palisade bao gồm 4 phiên bản nha bản ít blue seal 7 ghế ít blue seal 6 ghế bản reddit 7 ghế và bản reddit 6 ghế rồi cô chính anh chị cần à, quy hỗ trợ À, tư vấn kỹ hơn gì về mẫu xe này hoặc tham khảo mức khuyến mại của uh, xe này hoặc là các model xe khác bên Hyundai của Huy như là i10, Accent, Elantra, Venue, Creta, à, uh, Túc Xanh, Santa Fe, Kettin hoặc là mẫu xe thần viện Amrit thì cô chính chị cứ liên hệ trực tiếp với Huy hoặc kết bạn Zalo qua số điện thoại 0981 uh, Quy sẽ hỗ trợ tư vấn kỹ nhất và thông tin chính xác nhất để cô chính chị tham khảo luôn nha. Rồi, cô chính chị cần Quy làm những video về giá xe hoặc là hướng dẫn sử dụng xe của mẫu xe nào bên đại của quy thì cô chú anh chị cứ để lại thông tin phía dưới phần bình luận nha khi có thời gian rảnh quy sẽ ra những video theo yêu cầu của quý cô chú quý anh chị luôn nhé rồi nếu mà cô chú anh chị thấy video ngày hôm nay có thông tin hữu ích cho mình và hay thì cho quy xin một lượt like một lượt chia sẻ một lượt đăng ký kênh để quy có động lực ra những video tiếp theo phục vụ cho nhu cầu của quý cô chú quý anh chị luôn nhé rồi xin hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo nhé.